Ok, chào các bạn. Các thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn trong chương trình Lấy gốc tiếng Anh. Và bài mà cô chọn dạy trong trình hôm nay của chúng ta sẽ là bài thuộc chuyên đề về thức giả định. Trợ với cái chuyên đề về thức giả định đấy thì cũng nó sẽ là thuộc cái chương trình ngữ pháp của bài số 2 tiếng Anh 12. Vì vậy mà cô sẽ lồng ghép vừa giúp các bạn lấy gốc tiếng Anh, lại vừa giúp các bạn có thể bám sát được cái phần chương trình học trên lớp của mình nhá. Thì bạn nhớ cô sao vậy? Nếu như theo chương trình sách mới thì sau bài 1, bài 2 chúng ta sẽ có một cái bài ôn và chúng ta sẽ có kiểm tra một tiết. Vậy thì cái phần này của cô sẽ là cái phần mà hỗ trợ cho chính cái chương trình ôn kiểm tra một tiết của các bạn. Ok, các bạn thân mến, trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem ánh sáng âm thanh có ổn không để mình bắt đầu vào học này. Với cái chương trình hỗ trợ trong năm của cô Trang thì mỗi buổi học của chúng ta chỉ kéo dài trong khoảng gian là 30 đến 40 phút thôi. Vì vậy mà cái chương trình này chúng ta sẽ triệt để tiết kiệm thời gian. Chợ cô sẽ không nói lan man, không nói chuyện riêng, để chúng ta làm sao trong một buổi học đấy mình có thể học được nhiều nhất như có thể nhé. Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Em thân mến, với cái chuyên đề về thức giả định, nó sẽ là một cái chuyên đề khá là rộng. Nhưng mà ở trong cái chương trình học của em nhá, thì họ chỉ nhấn vào cái phần sau thôi ạ. Đó là nhấn vào trong tiếng Anh có một số động từ, một số động từ của thức giả định này, một số tính từ của thức giả định và một số danh từ của thức giả định. Vậy thì cái phần này bạn sẽ chỉ cần là nhớ cho cô là bạn sẽ học thuộc cho cô một số cái này. Tức là sẽ có một số động từ trong tiếng Anh. Chứ mà có những cái động từ nó sẽ theo cái công thức như sau. Đó là chủ ngữ cộng với động từ có thể bất cứ thì nào, rồi cộng với chủ ngữ, cộng với verb chia ở dạng nguyên cho tất cả các ngôi, chứ là không thêm không chia không gì cả. Thì còn nếu ở dạng phủ định nó sẽ có từ là gì? Nó sẽ thêm từ not vào. Thêm từ not vào. Thì cô sẽ có như sau này. Có một số động từ như vậy. Động từ thứ nhất đó là từ advise, nghĩa là khuyên bảo. Chứ là động từ thứ hai là động từ ask. Với động từ ask nghĩa là gì? Đòi hỏi, xin, yêu cầu, thỉnh cầu. Động từ command nghĩa là ra lệnh, ra chỉ thị. Chứ là động từ decree nghĩa là ra lệnh, quy định bằng sắc lệnh. Động từ demand nghĩa là đòi hỏi, yêu cầu. Chứ là động từ insist nghĩa là gì? Chứ là với động từ là insist nghĩa là gì đấy? Nghĩa là cứ nhất nhất khăng khăng đòi. Chứ là động từ move, với động từ move của chúng ta nó sẽ mang nghĩa là đề nghị nhá. Thì động từ order nghĩa là ra lệnh. Động từ prefer nghĩa là thích hơn, ưa hơn. Chứ là động từ propose nghĩa là đề nghị, đề xuất, đưa ra. Chứ là động từ recommend nghĩa là giới thiệu, tiến cử. Động từ request nghĩa là thỉnh cầu, yêu cầu, đề nghị. Chứ là động từ require nghĩa là đòi hỏi, yêu cầu. Chứ là động từ là stipulate nghĩa là gì? Nghĩa là quy định, đặt ra điều kiện. Chứ là động từ với động từ là suggest nghĩa là đề nghị, gợi ý. Động từ urge nghĩa là hối thúc, thúc giục, nhớ nhé. Đó ạ. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn là các bạn chỉ cần thuộc cho cô được những cái anh động từ này thì khi vào làm bài nó rất là đơn giản. Đấy. Nhưng mà bạn phải nhớ được là bạn phải thuộc được những cái động từ này. Đó không ạ? Thì khi mà em nhìn vào câu em biết được cái đấy nó thuộc thức giả định. Đó không ạ? Rồi đây là ngoài những cái động từ đó ra thì trong tiếng Anh sẽ có một số tính từ nữa. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng là những cái động từ mang những nghĩa là ra lệnh này, yêu cầu, đòi hỏi này, đúng không ạ? Gợi ý này, tiến cử, đề xuất. Đấy. Đấy nha. Những cái động từ mang nghĩa như vậy thì nó sẽ thuộc thức giả định. Thế sẽ có một số tính từ, đúng không? Một số tính từ nó cũng sẽ có là trong tiếng Anh sẽ có một số tính từ này. Thì đằng sau nó sẽ có một mệnh đề và động từ trong mệnh đề đó cũng sẽ chia nguyên dạng cho tất cả các ngôi. Thì cũng sẽ có một số tính từ như vậy này. Thực ra những cái tính từ nó sẽ chuyển đổi về các bạn là chuyển đổi từ động từ ra. Ví dụ ở trên chúng ta có động từ là advise. Thì ở đây cô sẽ có từ đó là từ advisable nghĩa là gì? Nghĩa là lên, nghĩa là thích hợp, nghĩa là đáng theo. Chứ cô có cái từ, nhờ cô có cái tính từ là advisable nghĩa là lên, thích hợp, đáng theo. Chứ cô có từ crucial nghĩa là gì? Chứ với từ crucial nghĩa là quyết định, nghĩa là cốt yếu, nghĩa là chủ yếu. Chứ cô có tính từ là essential nghĩa là cần thiết, cốt yếu, chủ yếu. Đúng không? Chứ cô có từ imperative nghĩa là bắt buộc, cấp bách. Chứ tính từ important nghĩa là quan trọng. Cô có tính từ là mandatory nghĩa là có tính cấp bách, nghĩa là có tính bắt buộc. Chứ cô có tính từ necessary nghĩa là cần thiết, thiết yếu, nghĩa là obligatory, bắt buộc, nhớ ạ, propose, đề nghị, dự kiến, nghĩa là recommended, nghĩa là giới thiệu, tiến cử. Chứ required, đòi hỏi, đúng không? Suggested, gợi ý. Chứ urgent, nghĩa là khẩn cấp, và từ vital, nghĩa là sống còn, quan trọng, nhớ. Vậy trong tiếng Anh sẽ có một số cái từ sau đó, đó là ngoài những cái động từ, tính từ của thức giả định đề ra thì sẽ có như sau. Tất cả các danh từ mà xuất phát từ những động từ, tính từ trên đều buộc cái mệnh đề sau nó phải ở dạng giả định. Nếu như nó diễn đạt cái yếu tố như là thể đi muốn, yêu cầu, đề nghị, ra lệnh, gợi ý. Ví dụ như sau này, cứ có cái từ là từ demand. Chờ anh này cô động từ, danh từ của nó. Thì sau cô sẽ có từ demand ở đây, đúng không? Cho là danh từ nhá. Thì sau nó cũng sẽ cần một động từ chia ở dạng thức giả định, tức là chia nguyên dạng tất cả ngôi.
Rồi cô có từ importance nghĩa là quan trọng, đúng không? Insistent nghĩa là sự khăng khăng, sự cố lại. Cô có từ preference nghĩa là sự thích hơn, proposal nghĩa là đề nghị, đề xuất. Chờ recommendation nghĩa là sự gợi ý, sự tiến cử. Chờ request nghĩa là lời thỉnh cầu, lời yêu cầu. Và suggestion nghĩa là sự gợi ý, sự đề, nhớ là sự đề nghị, sự gợi ý. Thế mà nhớ cô sâu là cái phần này nó chỉ là một phần ngữ pháp trong bài thôi. Thì trong cái chương trình học theo sách giáo khoa của em, đúng không? Nó sẽ có cái phần sau này, cô bố của cái cuốn sách theo đúng như vậy. Nhưng nó sẽ có cái phần từ vựng này, cái phần bảng từ vựng này cô chia sẻ với các bạn rồi này, đúng không? Ngoài từ vựng ra thì nó sẽ có cái phần sau, tức là cái phần về cấu trúc. Đấy, đúng không? Phần về cấu trúc nhá. Vậy em nhớ cô sau này. Ví dụ như cái đề thi của năm ngoái, đúng không? Đề thi minh họa năm ngoái thì bạn sẽ thấy rằng là bộ có cho cái phần này phân biệt sự khác nhau từ salary và từ wage. Ok? Vậy bạn sẽ thấy rằng là trong mấy năm trở lại đây ấy thì bộ chỉ cho vào chương trình sách giáo khoa thôi chứ không cho ngoài chương trình, nhớ. Nên là bạn nhớ cái sau này, cái việc mà chúng ta học bám sát chương trình sách giáo khoa rất là quan trọng. Thực ra thì với cái việc mà học kết hợp giữa chương trình sách giáo khoa mới và chương trình sách giáo khoa cũ, phải chưa? Khi mà bạn bám sát cái chương trình sách giáo khoa thì về cơ bản là chúng ta đã làm đạt được mức độ 9 cộng rồi. Thực ra chỉ cần học và khai thác được hết trong sách giáo khoa, cả sách giáo khoa mới và cả sách giáo khoa cũ là chúng ta có thể đạt tới 9 cộng rồi. Chứ tại sao cô lại nhấn mạnh cái sách giáo khoa mới và sách giáo khoa cũ ở đây? Bởi vì là hiện tại bây giờ là trong cái chương trình phổ thông ấy có đang tồn tại giữa hai cái loại sách, đó là sách giáo khoa cũ và sách giáo khoa mới. Có một số trường thì học sách mới, đúng không? Có một số trường sẽ học sách cũ. Vì vậy mà khi bộ ra đề thì bộ sẽ cho vào cả hai chương trình, cả sách mới và cả sách cũ nhá. Nên là về cái phần ngữ pháp thì thực ra sách mới với sách cũ nó không có gì khác nhau cả. Vì ngữ pháp thì là sách mới với sách cũ đều là 25 chuyên đề đấy. Nhưng mà về phần từ vựng ấy thì chủ đề của sách mới có một số chủ đề mà sách mới có, sách cũ không có. Ngược lại thì lại có một số chủ đề mà sách cũ có, sách mới không có. Vì vậy mà các bạn lên học cả hai chương trình. Như ví dụ như cái cuốn ôn tập kiểm tra tiếng Anh 12 này thì là cô cũng sẽ viết theo cái hướng đó, tức là sẽ có một lửa phần đầu là sách mới, một lửa phần sau là sách cũ ở nhá. Nhưng mà vấn đề là chúng ta học để phải học như nào? Chúng ta sẽ phải học sách giáo khoa, ít nhất là chúng ta phải học được sách giáo khoa lớp 11 với lớp 2, nếu mà bây giờ không kịp nữa, đúng không? Thì học lớp 11, lớp 12. Thế còn nếu không thì chúng ta phải học hết cả lớp 10, lớp 11, lớp 12, vậy tổng là phải học 6 cuốn sách giáo khoa. Em nhìn cho cô chứ sao vậy? Thực ra cái phần từ vựng nhá, bạn ấy cái phần từ vựng trong cái bảng từ sách mới, bạn thấy là nó không hề đơn giản đâu, đúng không ạ? Thế nhá, ngoài cái phần bảng từ ra nó sẽ có một số cái cấu trúc này. Đó. Mấy năm trở lại đây thì bộ cho cái cụm động từ là trong sách giáo khoa này, giới từ cũng trong sách giáo khoa này, đúng không ạ? Và cả cụm từ cố định cũng trong sách giáo khoa, trừ mỗi thành ngữ là bộ không cho trong sách giáo khoa thôi nhá. Từ cùng trường nghĩa cũng lấy trong sách giáo khoa ra, nên chúng ta cứ học bám sát sách giáo khoa trước. Đặc biệt là với cái xu thế thi như hiện nay, à cha. Bài số 2 của chúng ta có một phần rất là hay, đó là cái phần tính từ ghép. Đấy. Trong cái phần tính từ ghép này cô trai có liệt kê khoảng xem nào, đây là lấy toàn bộ tính từ trong sách giáo khoa của em là có 22 cái cụm tính từ trong sách giáo khoa. À cha, rất là hay. Giờ chúng ta học hết cho cô nhá. Ở trong phần này sẽ có cả bài tập phát âm này, bài tập trọng âm này, đúng không ạ? Bài tập về từ vựng, cả dạng tự luận rồi cả dạng trách nghiệm này, bài tập đồng nghĩa, bài tập trái nghĩa này, đó nhá. Nó chỉ xoáy vào một cái nội dung bài, đó là phần bài số 2 của tiếng Anh 12 thôi. Vì theo đúng cái tên gọi của sách là ôn tập và kiểm tra mà, đúng không? Ôn tập và giúp các bạn làm tốt các bài kiểm tra trên lớp. Đấy nhá. Đấy chứ, ngoài cái việc ôn tập và giúp các bạn làm tốt các bài kiểm tra trên lớp ra thì cái cuốn sách này còn thiết kế theo cái kiểu là có một, đúng không ạ, soạn dưới hai đề thi. Giờ có một đề tự luận để phù hợp với những bạn mà có những trường mà các thầy cô lại chuộng cái hình thức kiểm tra tự luận. Thế còn một cái dạng, có một cái đề đó là đề thi trắc nghiệm. Hiểu, với cái đề thi trắc nghiệm thì là nội dung thì kiến thức để bám theo một cái đơn vị bài trong sách giáo khoa. Ví dụ như bài này sẽ là bám theo bài số 2 trong sách giáo khoa này, đúng không ạ? Nhưng mà cái form đề thì là form đề đại học để giúp cho các bạn ôn luyện nhá. Bây giờ bạn sẽ quay vào bài cho cô này. Trên cái cơ sở một loạt lý thuyết mà cô vừa hướng dẫn các bạn đấy, bây giờ bạn sẽ vào bài cho cô nhé. Trở vào bài bạn sẽ nhớ sau, bài của cô đầu bài là chia dạng đúng của động từ trong à? Được chưa? Chương trình của cô là đưa vào là chương trình lấy gốc tiếng Anh, nên bạn thấy nó rất là đơn giản thôi. Nhớ sau rồi. Để làm được cái câu số 1 này, đợi cô một xíu. Ok, bạn đợi cô một xíu để cô tắt cái loa máy tính đi cho nó đỡ tạo thành cái tạp âm. Ok, rồi cô bắt đầu nhé. Rồi cô có như sau, với cái câu số 1 của chúng ta, bạn muốn làm được câu này bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ recommend. Nhớ. Thì cô sẽ có như sau, với cái anh là recommend của chúng ta. Giả dụ bây giờ mình chưa thuộc được thì mình có thể dở lại, được chưa? Thì bạn sẽ thấy như sau, bạn sẽ thấy cái anh đó là anh dở với cái anh là recommend, nó sẽ ở trong cái mục đó là động từ của thức giả định. Với cái động từ đó đằng sau vấp của cô chia nguyên dạng tất cả người. Vậy thì với câu này chưa cần dịch gì cả, cô đã chia được anh đấy của chúng ta là spend. Ok, nguyên dạng. Đó ạ. Vậy theo cái cấu trúc là như vậy mà. Thì cô sẽ dịch nghĩa câu này nhá. Cô có là our friends, bạn của chúng tôi, đúng không ạ? Gợi ý rằng là chúng tôi lên dành cái gì đấy. Cô có từ là từ vacation, kỳ nghỉ của chúng tôi, đúng không ạ? Ở gì, ở trên gì ạ? Mountains, núi nhá. Rồi xong câu số 1 chuyển cô sang câu số 2 này. Chờ, với cái câu số 2 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau.
Và sẽ căn cứ cho cô bằng từ demand. Ok, cô sẽ có rồi cái từ demand của chúng ta cho chỗ này. Với từ demand nó cũng là thuộc động từ của thức giả định. Đằng sau cô vấp chia nguyên giả tất cả ngôi. Vậy động từ này của cô sẽ chia được là do. Ok, the teacher, giáo viên đòi rằng, đúng không? Giáo viên yêu cầu rằng học sinh phải làm cái assignment, nghĩa cái bài tập được giao before, trước khi, đúng không ạ? Cô có cái cấu trúc là sau before cộng với vậy, nhớ trước khi làm gì? Chờ going to class, đến lớp nhá. Gì ạ? Giáo viên yêu cầu là học sinh phải làm hết bài tập được giao trước khi đến lớp. Rồi, sau câu 2 chuyển cô sang câu số 3 này. Chờ câu số 3 cô có là kid, đúng không ạ? Doesn't use, không sử dụng her computer, máy tính của cô ấy very often, thường xuyên, vì vậy mà I suggest. Cô sẽ có từ suggest, gợi ý rằng, tôi đề xuất rằng là cô ấy không nên mua nó. Nhờ em sửa đề cho cô nhỉ. Theo ngữ cảnh câu này phải cho thêm từ not vào đây nhá. Chờ kid không sử dụng máy tính thường xuyên, vì vậy mà tôi gợi ý rằng là cô ấy, tôi khuyên là cô ấy không nên mua nó, mà cô hãy sử dụng tiền cho mục đích khác, cho cái khác nhá. Vậy thì với câu này em sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau này. Em căn cứ cho cô bằng cái từ là từ suggest. Chờ chúng ta sẽ cấu trúc là sau suggest cộng với verb in, gợi ý, đề xuất ai đó cùng làm gì với mình. Thì cô sẽ có cái cấu trúc đó là sau suggest cộng với that, cộng với chủ ngữ, cộng với should. Có cũng được, không có cũng được. Nhưng mà verb đằng sau của cô chia nguyên dạng cho tất cả các ngôi nhá. Giờ anh này cô nghĩa là gợi ý, đề xuất, khuyên. Đó các bạn. Nhớ cho cô lại cái từ suggest đi với that. Khi nó mang nghĩa là gợi ý, đề xuất thì đằng sau verb mới chia nguyên dạng tất cả ngôi. Chứ nếu nó mang nghĩa là chỉ ra, đúng không? Mang nghĩa là chỉ ra này, đúng không? Nghĩa là cho thấy thì động từ lại chia thì câu bình thường nhá. Cái câu này cô cho anh đã đưa trong cái chương trình là những câu ngữ pháp, những cái câu lừa rồi, đúng không? Nếu bây giờ kết không sử dụng máy tính thường xuyên, vì vậy mà tôi gợi ý là cô ấy không nên mua nó, đúng không ạ? Tôi khuyên là cô ấy không nên mua nó và sử dụng tiền cho mục đích khác. Vậy thì với câu này em sẽ chia được cho cô ấy sau, chia nguyên dạng nhé. Vậy thì nếu phủ định nguyên dạng em sẽ viết được là not by. Ok, xong chưa? Not by. Xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4. Với câu số 4 cô có như sau này. Cô có từ manager nghĩa là gì? Nghĩa là giám đốc, đúng không ạ? Cô lại có từ insist. Chúng ta có cái cấu trúc như sau này, mở rộng ra đây nhé. Chờ cô có cái cấu trúc bình thường, mình hiểu cái cấu trúc của giới từ là cấu trúc insist on cộng với verb in, khăng khăng cố chấp làm gì, đúng không ạ? Thì cô sẽ có cái anh sau, cô có cái anh là insist cộng với that cộng với chủ ngữ cộng với verb chia nguyên dạng tất cả các ngôi, đúng không ạ? Vậy thì với cái câu này cô sẽ có như sau này. Giám đốc, đúng không ạ, khăng khăng đòi cái project, cái dự án này phải được làm sao hoàn thành vào ngày 5 tháng 5. Vậy thì cô sẽ có như sau này. Chủ ngữ đằng sau cô chính là từ project, là dự án phải được hoàn thành chứ không tự hoàn thành. Thế cô sẽ có như sau, bình thường chỗ này người ta chia verb nguyên dạng. Vậy bị động của verb nguyên dạng là be cộng verb phân từ 2. Vậy thì với câu này cô sẽ chia được là be finished. Ok, xong câu đấy của chúng ta. Ok, bạn thân mến, bạn thấy cô cho anh giảng như vậy có nhanh quá không ạ? Rồi, xong câu số 4 chuyện cô sang câu số 5 này. Chờ, với cái câu số 5 cô có như sau, it is important. Thế cô sẽ có từ important, nghĩa là quan trọng. Đúng rồi, mở rộng cấu trúc ra cho em nhé. Bởi vì bài hôm nay của nó khá là dễ, nên cô sẽ mở rộng cấu trúc ra cho em này. Cô có cái cấu trúc là it important. Chờ, nếu nó dùng là that thì đằng sau chủ ngữ verb của nó sẽ chia nguyên dạng tất cả các ngôi, đó ạ. Quan trọng rằng ai đó phải làm gì. Vậy cô lại có cấu trúc là it important. Chờ, for somebody, nhờ something, nhờ quan trọng cho ai. Nhờ quan trọng, sorry, for something, quan trọng cho cái gì. Chờ, cô sẽ có là to somebody, quan trọng đối với ai. Ví dụ you are very important to me, đúng không? You are very important to me, em rất là quan trọng đối với tôi. Đấy, kiểu như vậy. Vậy thì với cô dịch là đó là quan trọng rằng cô có từ urban. Nếu bạn nào mà trong team đọc hiểu 4 thì từ này tuần này học quá nhiều rồi, đúng không ạ? Cô có từ urban nghĩa là đô thị nhá, thành thị. Chờ cô sẽ có như sau ấy, cô có từ urban nghĩa là thành thị thì cô lại có từ rural nghĩa là gì? Thôn quê, dân dã. Vậy thì là quan trọng rằng là người thành thị, đúng không ạ? Không được phép, đúng không ạ? Phải quan trọng là người thành thị phải tôn trọng người nông thôn, đúng không ạ? Vậy thì cô có cái cụm động từ sau này, cô có cụm động từ là look up to, là kính trọng nhá. Cô lại mở rộng ra này. Nếu như cô có cái cụm động từ look up to là kính trọng thì cô lại có cái cụm động từ đó là look down, là coi thường nhá. Look down là coi thường. Vậy thì với câu này cô lại sau cái important và cộng chủ ngữ cộng verb nguyên dạng. Vậy thì em sẽ viết lại cho cô cái cụm động từ look up to thôi, viết nguyên vào đây, không thêm không chia không gì cả, đúng không ạ? Look up to. Ok. Rồi, xong câu số 5 chuyển cô sang câu số 6 này. Ok. Với cái câu số 6 chúng ta lại gặp lại cái anh, đó là anh insisted. Đúng không? Chúng ta sẽ cấu trúc là sau insisted cộng với, đúng không ạ? Nếu như đằng sau nó có, nếu không nó hoặc là dùng on, nếu không nó cộng mệnh đề. Ở đây người ta đã lược bỏ mất cái từ ra thì đi rồi, người ta có thể bỏ đi được, đúng không ạ? Thế thì cô có từ measure nghĩa là biện pháp, có một cái cụm từ cố định như sau này. Cô có cái cụm từ đó là cụm từ take measure, có những cái biện pháp, đúng không ạ?
Cô có cái cụm đầu từ là cụm đầu, cô có cái cụm từ là cụm từ take measure, có những biện pháp. Vậy là Sarah nhất nhất rằng là những cái biện pháp đó cần phải được đưa ra để mà giải quyết cái effect, rồi giải quyết cái effect, cái tác động này, cái tiêu cực của vấn đề. Lúc trước cô có cái từ urban là đô thị, nhớ vậy cô sẽ có từ urbanization nghĩa là đô thị hóa, nhớ. Vậy thì với cái câu này cô sẽ có những dòng chủ ngữ của bên sau cô chính là từ measure là biện pháp. Biện pháp phải được thực hiện chứ không tự thực hiện. Vậy thì cô sẽ có là be động của verb nguyên dạng sẽ phải là be cộng verb phân từ 2. Vậy thì chỗ này cô sẽ phải chia được là be taken. Đó, be taken. Nhá. Xong chưa? Vậy thì rút cuộc là cái câu này chúng ta chỉ cần xác định được đó là ở đấy là chủ động hay bị động thôi. Đúng không ạ? Rất là đơn giản. Rồi, tiếp này cô có như sau. Với cái câu số 7, cô có cái cấu trúc như sau. Chờ, cô có cái cấu trúc là advise somebody to something, khuyên ai đó làm gì. Chờ, cô sẽ có cái cấu trúc là sau advise cộng với that. Chờ, that này cô đóng mở ngoặc, tức là có cũng được, không có cũng được. Nó sau cộng với chủ ngữ. Ok, cộng verb chia nguyên dạng tất cả các ngôi, thuộc thức giả định nhé. My mother, mẹ của tôi, advise, khuyên tôi rằng là tôi phải quay trở về, đúng không ạ? Khuyên tôi quay trở về làm sao đây? Quay trở về, về quê, đúng không ạ? Thì cô có từ home ghép với từ village, nhận làng quê. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhớ cô có cấu trúc là sau after cộng với verb in, nhớ. Cô có từ graduate nghĩa là tốt nghiệp university đại học. Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau: mẹ tôi khuyên là tôi nên quay trở về quê, đúng không? Sau khi tốt nghiệp đại học. Thì với câu này cô sẽ chia được là theo cấu trúc thì cũng sẽ chia được là come nguyên dạng. Ok. Sau câu số 7 chuyển cho cô sang câu số 8. Nhớ, với cái câu số 8 cô có như sau này. Chờ, cô có từ since nghĩa là vì, nhớ. Tiếp này David rồi nhá, hurt. Rồi cô có cái cụm từ sau, cô có cái cụm từ đó là cụm từ hurt one feeling. Nhờ, cô có cái cụm từ cố định như sau. Muốn dịch được câu thì chúng ta phải biết những cụm từ này, đúng không ạ? Cô có cái cụm từ hurt là làm đau. Rồi ghép với từ one feeling nghĩa là cảm xúc, đúng không ạ? Vậy thì cô sẽ có cả cái cụm từ đó là cụm từ hurt one feeling nghĩa là gì? Làm tổn thương. Chờ, vì David làm tổn thương An. Nên là tôi làm sao đây? Tôi, đúng không ạ? Tôi đòi, nhờ, tôi khuyên rằng. Cô sẽ có từ strongly ghép với từ, chứ cô sẽ có từ strongly ghép với từ recommend nghĩa là dạng tôi, đúng không ạ? Tôi giờ dịch là vì mà David làm tổn thương nên tôi thực sự khuyên anh ấy, đúng không ạ? Dịch là tôi thực sự khuyên anh ấy. Chờ, trong trường hợp này cái từ strongly của chúng ta trả từ bổ sung nghĩa cho từ recommend thôi. Vậy là sẽ là gì? Tôi thực sự khuyên anh ta lên làm sao apologize. Cô lại mở rộng ra này. Giờ cô có cái cấu trúc là apologize. Ok, to somebody. Chờ, for something hoặc là doing something. Xin lỗi ai đó vì cái gì, vì đã làm gì, nhớ chưa? Vậy thì với câu này cô sẽ có từ recommend của chúng ta đằng sau với he là chủ ngữ thì vấp chia nguyên dạng. Vậy thì cô sẽ chia được từ apologize để nguyên cho cô. Đó ạ. Xong nhé. Xong câu số 8 chuyển cô sang câu số 9 này. Chờ, với cái câu số 9. Nhớ, ok bạn thân mến, bạn thấy cô cho hai dạng như vậy có nhanh quá không ạ? Nói chung là nếu như mà không để cô không nếu như mà cho cô cái gọi là thoải mái về thời gian, đúng không ạ? Không bị áp lực về thời gian thì cô sẽ giảng rất là feel, đúng không ạ? Mở rộng rất là nhiều. Nhưng mà nếu như bị áp lực về thời gian thì cô cũng sẽ chạy tương đối nhanh đấy. Rồi, xong câu số 8 chuyển cô sang câu số 9 của chúng ta nhé. Với cái câu số 9 cô sẽ chú ý bằng từ sau, chú ý bằng từ essential là thức giả định, đúng không ạ? Cô có cái cấu trúc là sau essential cộng với that cộng với chủ ngữ cộng verb chia nguyên dạng tất cả các ngôi. Thì cô sẽ có như sau. Cứ có từ sau với cái câu số 9 cô có cái từ đó là từ infrastructure. Chờ, với từ infrastructure của chúng ta nghĩa là cơ sở hạ tầng. Này cô có thể là danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được. Đó chưa? Thế cô có từ rural nghĩa là thôn quê, đúng không ạ? Area là khu vực. Vậy gì ạ? Cái cơ sở hạ tầng trong những cái khu vực thôn quê, đúng không ạ? Cần phải được upgraded. Chợ được nâng cấp là một điều rất là cần thiết. Vậy thì những cái cơ sở hạ tầng đó phải được upgrade. Chứ không phải tự upgrade, đúng không ạ? Chứ không phải tự upgrade. Vậy thì cô sẽ có như sau ấy. Cô sẽ cần đây là bị động. Bị động của verb nguyên dạng là be cộng verb phân từ 2. Vậy cô sẽ chia được là be upgraded. Ok, nhá. Xong câu số 9 chuyển cô sang câu số 10 của chúng ta. Trở với câu số 10 cô có từ city ghép với từ council nghĩa là gì? Với từ city council của chúng ta nghĩa là hội đồng thành phố, đúng không ạ? Hoặc là ủy ban thành phố. Hội đồng thành phố đã làm sao là propose. Chúng ta có cái cấu trúc đó là sao propose. Ok, cộng với that, cộng với chủ ngữ cộng verb chia nguyên dạng tất cả các ngôi. Yeah. Tiếp cô có từ center nghĩa là trung tâm, cô có từ financial nghĩa là tài chính. Vậy dịch là chính quyền thành phố hoặc dịch là hội đồng thành phố đề xuất rằng là một cái trung tâm tài chính mới sẽ sớm được xây dựng. Vậy thì cô sẽ có như sau này. Cái trung tâm tài chính đó phải được xây chứ không tự xây. Vậy thì cô sẽ suy ra được là bị động của verb nguyên dạng, cô sẽ chia được là be built. Ok. Xong câu đấy chuyển cho cô sang câu số 11. Chờ câu số 11 chúng ta sẽ gặp lại cái từ sau này. Bạn gặp lại cái từ đó là từ insist.
Rất là nhiều bạn trẻ nhất nhất rằng là họ phải nhận được một cái công việc mà làm sao web phải được trả lương cao trong thành phố lớn. Vậy thì cô sẽ có như sau ạ. Nhất rất nhiều các bạn trẻ, đúng không ạ? Rất nhiều các bạn trẻ ở chợ cứ nhất nhất rằng nhiều người trẻ cứ khăng khăng rằng họ sẽ nhận được một công việc được trả lương cao ở các thành phố lớn. Vậy nhớ sau là dịch là nhận được một công việc, nhưng mà cô sẽ có như sau là cái từ get này của chúng ta không chia bị động đâu. Ok. Thì cô sẽ chia được câu này của cô với từ get nguyên dạng thôi nhá. Rồi cô có từ well paid nghĩa là được trả lương cao, nhá, công việc được trả lương cao. Xong câu số 11 chuyển cô sang câu số 12 của chúng ta. Chọn với cái câu số 12 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là cái gì đấy ạ? Ok, xong câu số 11 chuyển cơ sang câu số 12 của chúng ta này. Với cái câu số 12, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ là từ request. Giờ chúng ta sẽ có là sau cái từ request của chúng ta. Nhờ với cái từ request, đằng sau của cô sẽ cần vấp nguyên dạng. Cô có từ wanted ghép với từ me nghĩa là gì? Người đàn ông bị truy lã nhé. Chứ cô có cái từ wanted của chúng ta ghép với từ me là người đàn ông bị truy lã, chứ không phải người đàn ông được mong chờ, mong muốn đâu ạ. Vậy cô có từ police là cảnh sát yêu cầu rằng là người đàn ông bị truy lã đấy, đúng không? Phải làm sao? Phải kể cái sự thật. Để cô có cái cụm từ là cụm từ tell, nghĩa là kể sự thật về cái gì đấy. Thì cô sẽ có cái từ đó là từ assassination. Chờ với từ assassination của chúng ta nghĩa là gì? Cái vụ ám sát đấy. Nhờ dịch là sao? Dịch là cảnh sát yêu cầu rằng người đàn ông bị truy lã đấy cũng phải nói ra sự thật về cái vụ ám sát đấy. Vậy thì cô sẽ có như sau ấy. Người đàn ông đó phải nói ra chủ động thôi, đúng không? Nên cô dùng từ tell nguyên giả. Sau câu 12 chuyển cô sang câu 13 này. Với câu 13 cô sẽ có it important. It important là quan trọng rằng the poor. Chúng ta có quy tắc là the cộng với tính từ thì tạo thành danh từ chỉ người ở dạng số nhiều. Nhớ. Quan trọng rằng là người nghèo phải có living standard, chất lượng cuộc sống, đúng không? Và phải được healthcare, chăm sóc sức khỏe. Thì cô sẽ có như sau. Sau cái important cộng với chủ ngữ vấp chia nguyên dạng tất cả ngôi. Vậy động từ have của chúng ta chia nguyên dạng. Thì cô sẽ có như sau ấy, cô có cái từ monitor nghĩa là lớp trưởng, đúng không? Propose, đề xuất rằng, đúng không? Giáo viên của người của cô ấy hoặc là của anh ấy, chờ này tổ chức cái gì đấy? Chờ cô có từ là từ extracurricular activity, hoạt động ngoại khóa, như cả cụm này extracurricular activity, hoạt động ngoại khóa. Nhờ dịch như sau, vậy dịch là lớp trưởng đề xuất rằng giáo viên của mình nên tổ chức hoạt động ngoại khóa. Vậy thì cô sẽ có như sau ấy, sau cái từ propose chúng ta cộng với that, cộng với chủ ngữ vấp nguyên dạng tất cả ngôi. Chờ vậy thì với câu này cô sẽ chia được, viết nguyên cái từ này xuống thôi. Ok. Xong câu số 14 chuyển cô sang câu số 15. Với câu số 15 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau này. Bạn căn cứ cho cô bằng từ necessary, nghĩa là cần thiết. Được, đằng sau của cô. Chờ cô sẽ có cái cấu trúc như sau này, mở rộng thôi nhá. Cô có cái cấu trúc là cô sẽ có cái cấu trúc đó là cấu trúc it is necessary cộng với for somebody. Chờ to do something cần thiết cho ai đó làm gì. Đó. Nên người ta dùng là that, đằng sau chủ ngữ vấp chia nguyên dạng tất cả ngôi. Vậy dịch là cái việc mà bố mẹ cho con cái của mình, đúng không ạ? Theo đuổi cái giấc mơ cũng như là sở thích đấy là rất là cần thiết. Vậy câu dịch là rất là cần thiết rằng, đúng không ạ? Dịch là rất là cần rằng, điều cần thiết là gì ạ? Điều cần thiết là cha mẹ chỉ cho phép con cái theo đuổi cái ước mơ cũng như sở thích của mình. Chứ là cái này thì cái cụm này chúng ta đã từng học ở bên khóa đọc hiểu 4 rồi, đúng không ạ? Thì cô sẽ có cái từ pursue, nhờ đi với từ dream, nhờ theo đuổi giấc mơ này, đúng không ạ? Theo đuổi cái gì là cả ambition. Nhớ cô có từ ambition nghĩa là tham vọng nữa. Đúng không? Ambition. Tham vọng chữ O của cô nhá. Rồi. Chờ vậy thì cô sẽ có như sau này. Chúng ta có một mở rộng cấu trúc ra này. Cô có cái cấu trúc là allow hoặc là permit. Ok. Somebody to something cho phép ai đó làm gì. Đúng không? To do something cho phép ai đó làm gì. Chờ nó sẽ bằng với cấu trúc là sao? Nó sẽ bằng với cấu trúc là let somebody vấp nguyên dạng cho phép ai đó làm gì. Vậy thì với câu này cô sẽ chia được động từ là allow giữ nguyên như này. Nhá. Xong câu số 15 chuyển cô sang câu số 16. Chờ với cái câu số 16 chúng ta sẽ có như sau này. Nhận sau chuyển cho cô sang với câu số 1. Chờ với cái câu số 1 tìm cho cô xem cái câu này của chúng ta sẽ sai ở đâu. Được chưa? Chờ với cái câu số 1 chúng ta sẽ có như sau. It is argued. Chờ cô sẽ có từ argue nghĩa là tranh luận rằng. Đúng không? Thì xem cái câu như sau này. Cái từ argue của chúng ta nó không có trong mục những cái tính từ đặc biệt này đâu. Đúng chưa? Thì cô có bảo với em là trong tiếng Anh có một số cái tính từ nhá, một số tính từ, một số động từ này. Thì bạn sẽ nhìn thấy là một loạt cái từ tính từ này không có gì có cái từ argue. Ok, tiếp này. Ở cái mục động từ của chúng ta chợ thì nó sẽ có cái từ cho với từ là nhờ với cái từ argue của chúng ta với từ sorry với cái từ là thúc giục nhá. Nhưng mà ở đây cô sẽ có như sau, ở cái vị trí này người ta sẽ dùng cái từ là từ argue chứ không dùng cái từ là ok. Người ta dùng cái từ argue chứ không dùng cái từ nhá. Có rất là nhiều bạn nhầm với từ này. Ở chợ nó khác nhau đấy ạ. Thì cô sẽ có từ nghĩa là hối thúc thì nó mới là thức giả định.
Nên cô có từ argue chúng ta nghĩa là tranh luận. Vậy nó không phải thức giả định đâu ạ. Trở vậy nếu như nó không phải thức giả định thì chắc chắn là sẽ không đằng sau nó không chia vào nguyên dạng được. Nhờ. Thế cô sẽ có từ cost of living nghĩa là gì? Chi phí. Nhờ. Cost of living của chúng ta nghĩa là cái chi phí sinh hoạt. Nhờ. Thế cô có từ high là cao này. Thế cô có từ rising. Nhờ. Giờ cô sẽ có từ rising transport difficulties. Nghĩa là gì đấy ạ? Nghĩa là những cái khó khăn về giao thông đi lại cũng tăng đấy. Trời, cô sẽ bây giờ có bạn bán bảo là ô thế sao cái từ rise của chúng ta là đổi động từ mà lại đằng sau lại có tân ngữ? Không phải, đây nó sẽ dùng với tính từ nhá. Thì toàn bộ cô sẽ có từ transport ghép với từ difficulty, chúng ta đóng vai trò là cụm danh từ. Vậy thì với câu đại dịch là mọi người cho rằng, đúng không, mọi người tranh luận rằng cái chi phí sinh hoạt cao trời, và những cái khó khăn về giao thông đi lại đấy nhá, là hai, sorry em, là hai trong số những cái vấn đề nghiêm trọng nhất, đúng không ạ, mà gây ra bởi cái vấn đề về overpopulation, bùng nổ dân số ở các thành phố. Vậy thì cô sẽ có như sau, toàn bộ từ chỗ này: high cost of living and rising transport difficulties. Chờ, toàn bộ cái này của chúng ta đóng vai trò chủ ngữ câu, hai cái đấy chờ, là hai nhân tố. Vậy ý C của cô sai, ở đây cô cần động từ chính, sửa cho cô thành a, đúng không ạ, là hai trong số những cái vấn đề nghiêm trọng nhất, đúng không ạ, mà gây ra. Chúng ta sẽ có cái cụm động từ, đó là cụm động từ bring about, nghĩa là gây ra, đúng không ạ, đem lại, bởi overpopulation, bùng nổ dân số ở các thành phố lớn. Vậy thì với câu số 1 của chúng ta sẽ là ý C sai. Chờ, sau câu số 1 chữa cô sang câu số 2. Chúng ta sẽ cố cho cô đến phần sau này. Chờ, để cô chữa hết cái phần phát hiện lỗi sai này nhá. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ củng cố được phần nào. Nói chung là cái buổi hỗ trợ cô cho này sẽ không được nhiều đâu. Nên là các bạn sẽ phải học kết hợp cả. Các bạn, ví dụ khi mà cô giảng như thế sau này bạn sẽ có định hướng làm bài, đúng không ạ? Bạn sẽ phải luyện tập nhiều nữa thì mới thạo được. Chờ, với cái câu số 2 chúng ta sẽ có như sau. Cô có từ even if, thậm chí nếu như đấy nhá. Thì cô sẽ có là even if, thậm chí nếu như này. Những cái khu vực nông thôn, đúng không ạ, thắng hay là thua từ cái việc, chứ là từ cái việc làm sao increase, tăng về cái chuyện thương mại này, đúng không ạ? However, thì cô sẽ có thể dịch từ however là tuy nhiên. Chứ là tuy nhiên vẫn còn là. Vậy thì bây giờ em xem cô câu này nhá. Cô thấy cái anh however của chúng ta, cái câu này cô nó sẽ khó, nó sẽ không còn thuộc cái chương trình gọi là lấy gốc tiếng Anh nữa rồi này. Chứ cô có cái từ however của chúng ta là tuy nhiên, đúng không ạ? Vậy nó sẽ là cái ngắt ra rồi nhá. Vậy thì mệnh đề cô sẽ có như sau này. Nếu như em dùng cái cấu trúc đó là even if, chứ nếu dùng là even if, đằng sau cô sẽ phải là một mệnh đề, đằng sau cái bên kia cô phải là một mệnh đề nữa. Vậy nếu như mà dùng như này nhá, thì cô sẽ thấy như sau này. Ở đây cô có hai động từ. Động từ nhất của cô sẽ là winning or losing. Động thứ hai của cô là remains. Mà chỉ có mỗi một chủ ngữ thôi. Vậy thì với cái câu này cô sẽ không thể dùng là even if được, đúng không ạ? Vì nếu như chúng ta dùng là even if thì nó sẽ phải có hai mệnh đề cơ. Vậy thì cô để cô chắc chắn là có vấn đề. Nhờ vấn đề nó sẽ sửa kiểu gì bây giờ? Thì cô sẽ có như sau. Em căn cứ cho cô bằng từ all này. Thì cô sẽ có cái cấu trúc như sau. Cô có từ whether, chợ đi về all, nghĩa là có hay là không, cho dù như nào. Chợ dịch là tuy nhiên cho dù là những cái khu vực nông thôn đấy sẽ thắng hay là thua từ cái việc mà tăng, đúng không ạ, gia tăng thương mại đấy, thì vẫn còn là gì cả. Thế cô dịch là tuy nhiên, đúng không ạ, liệu rằng cái khu vực nông thôn đấy sẽ thắng hay là thua trong cái việc gia tăng thương mại đấy vẫn còn là một điều uncertain, chưa chắc chắn. Thế cô sẽ có là sao remain cộng với tính từ, ok, chợ sao remain vẫn còn là, đúng không, uncertain, chưa chắc chắn. Chợ sau cô ơi, chuyển cô sang câu 3. Chỗ này khó rồi phải không ạ, nhá. À, chờ cho các bạn gọi là thay đổi một xíu với phút cuối, không làm trước nó nhàm tẻ quá. Chờ cô sẽ có như sau ấy. Trong cái phần này của chúng ta cô có cái cấu trúc như sau. Chờ cô có cái cấu trúc đó là sao because cộng với chủ ngữ verb. Chờ nó sẽ bằng anh sau, nó sẽ bằng cái anh là because. Ok, cộng với cụm danh từ hoặc verb in. Chờ, cụm danh từ hoặc verb in nghĩa là bởi vì. Vậy thì cô sẽ có như sau. Cô có cái từ gốc từ nó chính là từ urban. Đổi danh từ là urbanization nghĩa là đô thị hóa, đúng không ạ? Continue nghĩa là tiếp diễn. Vậy cô sẽ có ở đây, cô là chủ ngữ này, đây là động từ. Vậy thì cô sai, sửa cho cô thành từ because thôi. Ok, nếu mà dùng because chúng ta phải có cụm danh từ. Nhưng đằng sau của cô là một mệnh đề, vậy em sẽ dùng cho cô là từ because, bởi vì. Trở về gì ạ? Bởi vì đô thị hóa vẫn tiếp diễn, đúng không ạ? Là không chỉ có cái infrastructure, cái cơ sở hạ tầng trợ cho chăm sóc sức khỏe, mà còn là, trong này cô có cái cấu trúc là not only but also, không những mà còn, đúng không ạ? Trở về gì là không những cái cơ sở hạ tầng cho chăm sóc sức khỏe, mà còn cả những cái gì đấy, những cái social. Cô có từ social là thuộc về xã hội, service là dịch vụ, nhờ other. Cô quy tắc là so other cộng với danh từ số nhiều, những cái khác, nhờ. Nếu dịch là bởi vì đô thị hóa đang vẫn tiếp diễn, bởi vì đô thị hóa tiếp diễn nên là không chỉ cơ sở tầng chăm sóc sức khỏe mà cả những cái dịch vụ xã hội ở trong thành phố cũng cần phải được cải thiện, nhá. Cô sẽ có như sau này. Cái cấu trúc là not only but also, không những mà còn, không sai rồi. Chờ cái cô sẽ có như sau. Anh này tại sao nó đúng này? Cô có cái cấu trúc là với cái cấu trúc là not only but also, đúng không ạ? Thì động từ của chúng ta sẽ chia theo chủ ngữ hai. Chủ ngữ hai cô chính là từ other social service, là danh từ số nhiều nên động từ nguyên dạng rồi này. Cô có cái cấu trúc đó là need cộng với to do something, cần làm gì.
Chờ khi nó chuyển sang bị động, nó sẽ có cái cấu trúc là need doing something, cần được làm gì, hoặc là to be done, được làm gì. Đấy nhá. Vậy thì ở đây người ta dùng là need improving của chúng ta không sai rồi. Yeah. Ở xong câu số 3 chuyển cô sang câu số 4 của chúng ta đây. Chờ với câu 14 chúng ta sẽ có từ government, chính phủ, đúng không ạ? Cần phải, yeah, cần phải gì đấy ạ? Với cái câu số 4 chúng ta sẽ phải dịch câu này của chúng ta như sau này. Chờ với câu dịch là chính phủ cần phải sử dụng cái nguồn tài nguyên quốc gia, đúng không ạ? Theo một cái cách làm sao efficient, hiệu quả hơn, để mà cô có cái cấu trúc là in order to, nhờ cấu trúc là in order to, ok? Bằng với anh so auto, nghĩa là để mà, ok? Bằng với to cộng với vấp nguyên dạng để mà nhá. Đúng không ạ? Vậy thì ý C của cô không sai rồi. Chờ toàn bộ anh này cô sẽ bằng với anh sau này. Nó sẽ bằng với anh là so that, ok? Hoặc là in order that, cộng với một mệnh đề, nhá, cộng với một mệnh đề. Vậy thì anh này cô không sai. Đằng sau cô sẽ có cái cụm từ cố định, đó là cụm từ meet. Ghép với từ the need up. Yeah. Cô sẽ cụm từ là meet the need up, đáp ứng nhu cầu. Yeah. Vậy thì cô sẽ có như sau ấy. Vậy thì anh này cô xem cho cô xem này. Vậy là chính phủ lên sử dụng cái nguồn tài nguyên quốc gia, đúng không? Theo một cách hiệu quả để có thể đáp ứng được nhu cầu cho cái dân số ngày càng gia tăng. Cô sẽ có từ population là dân số, đúng không? Thì cái từ growing của chúng ta mới cho là tính từ. Vậy D không sai rồi. Vậy thì cô sẽ thấy được là với câu này của cô này, cô có từ efficient là tính từ bổ sung nghĩa cho danh từ là way. Vậy ý này của chúng ta không sai. Do đó ý A sai. Chính phủ lên sử dụng chủ động chứ không phải bị động, đúng không ạ? Nên là ý A của cô là bỏ B đi và đổi động từ đấy về nguyên dạng. Nhận sau short cộng với nguyên dạng. Nhận xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5 này. Chờ với câu số 5 lúc trước cô có bảo với em là sao because cộng với chủ ngữ vấp bằng because of, cộng cụm danh từ vấp bên. Nhận đằng sau cô có từ severe nghĩa là nghiêm trọng. Đó chưa? Đấy nhá, cô sẽ có từ severe của chúng ta nghĩa là nghiêm trọng này. Đó ạ. Thế vậy cô sẽ có cái từ đó là từ as, với từ as mà nghĩa là gì đấy? Nhờ cô sẽ có cái từ as mà của chúng ta sẽ dịch câu này nghĩa là gì đấy? Nó dịch là, nhờ câu này của chúng ta sẽ dịch là, nhờ dịch là bởi vì cái gì nghiêm trọng nên là bác sĩ đã khuyên cô ấy là phải gì ạ? Nhờ bởi vì là cái bệnh hen suyễn đấy bị lặp đi. Vậy cô sẽ suy ra bệnh là bệnh hen suyễn nhá. Đúng không ạ? Bởi vì cái bệnh hen suyễn lặp đi này bác sĩ khuyên, đúng không ạ? Khuyên bệnh nhân là làm sao đấy ạ? Thì cô sẽ có là so because cộng cụm danh từ. Thì cô sẽ có từ severe đóng vai trò là tính từ nhá. Thì cô sẽ có cái từ asthma ghép với từ attack. Chúng ta toàn bộ cái này cô sẽ là danh từ này. Vậy đây của cô đảm bảo cụm danh từ rồi. AB của cô đúng nhá. Đằng sau cô sẽ có cái cấu trúc là anh suggest. Đằng cô sẽ có cái cấu trúc là sau suggest cộng với that. Có cũng được, không có cũng được. Đằng sau chủ ngữ cô cộng với vấp nguyên dạng hoặc là short cộng vấp nguyên dạng. Vậy cô sẽ không thể dùng to vấp ở đây được, nên chắc chắn là ý đề của cô sai, đúng không ạ? Bởi vì cái, đúng không ạ? Cô phải dịch là bởi vì hen suyễn nặng nên bác sĩ đề nghị rằng bệnh nhân của mình dừng hút thuốc, đúng không ạ? Cô có cái cấu trúc mở rộng ra này. Cấu trúc đó là stop cộng với to vấp, dừng lại để làm gì? Stop vaping, dừng hẳn làm gì? Ở đây người ta dùng là stop cộng với smoking, bỏ thuốc, đúng rồi, đúng không ạ? Vậy theo cái cấu trúc là sau suggest cộng với chủ ngữ cộng với vấp trên nguyên dạng thì đề của cô sai, đổi cho cô cái to stop đấy, đổi cho cô thành từ stop thôi. Ok. Ok chạy. Rồi các bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Tạm thời mình dừng ở đây thôi nhé. Đó ạ. Tạm thời mình dừng ở đây. Mỗi một cái buổi hỗ trợ của cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn trong khoảng thời gian là từ 30 đến 40 phút. Chờ chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây. À đây thì tiện thể từ từ này. Để cô chữa hết cái trang này cho bạn nhé. Đó ạ. Ở đây đợi cô một xíu để cô chữa hết cái trang này cho bạn này. Bạn nhớ cô xôi như sau này. Lúc trước chúng ta làm cái phần thức giả định của chúng ta là ở cái phần, nhờ lúc trước chúng ta làm cái thức giả định là cái phần chữ triệu từ, đúng không ạ? Vừa nãy chúng ta làm cái phần đó phần sửa lỗi sai, bây giờ mình thử sang cái phần trắc nghiệm này. Chờ với cái phần trắc nghiệm thì bạn chỉ cần chú ý cô như sau này. Căn cứ cho cô bằng cái từ sau này, căn cứ cho cô bằng từ necessary. Nhờ căn cứ cho cô bằng cái từ là necessary của chúng ta đằng sau ta vấp chuyển chia nguyên dạng tất cả ngôi. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được đáp án là ý B, đúng không ạ? Gì cả? Bạn có gì ạ? Điều cần thiết là bạn có thể đến với chúng tôi nhá. Đó mới là cần thiết nhá. Gì cả? Điều cần thiết là bạn có thể đến với chúng tôi. Vậy sẽ chia nhỉ. Thế cô sẽ có từ suggest. Thì ở sau cái từ suggest cộng với that cộng chủ ngữ vấp nguyên dạng tất cả ngôi, thế cô chọn được ý A. Thì ở tôi đề nghị rằng Peter đọc cái gì đấy, đọc cái direction, cái hướng dẫn này một cách carefully, cẩn thận, đúng không ạ? Để trước khi làm sao lại trước khi assembly, cô sẽ có cái từ assembly nghĩa là gì? Lắp cái bicycle của cái xe đạp đấy. Thế cô dịch như sau này. Dịch là tôi đề nghị Peter đọc kỹ cái hướng dẫn trước khi lắp ráp cái xe đạp đấy nhá. Rồi với câu số 3 chúng ta sẽ căn cứ bằng từ sau này, căn cứ cho cô bằng từ request. Chờ đằng sau cô vấp chia nguyên dạng. Chờ vấp chia nguyên dạng nếu phủ định thì cô sẽ dùng là not cộng vấp nguyên dạng, cô chọn được ý A. Chúng tôi yêu cầu rằng, đúng không ạ? Cô ấy không mở cửa sổ ra. Chờ câu số 4 thì sao? Chỗ này cô chữa nhanh về trên cơ sở các bạn đã học rồi này. Câu số 4 bạn cô sẽ căn cứ bằng cái từ sau này. Cô có cái cấu trúc là consider, nghĩa là cô có cái từ consider nghĩa là xem xét, cân nhắc.
Thì cũng sẽ có lần sau, consider của chúng ta có thể cộng với something hoặc là verbing. Ở đây người ta đã dùng từ proposal là something đấy ạ, đúng không ạ? Gì cả? Anh Vương Quốc Anh đang xem xét cái đề xuất. Vậy thì cô sẽ có như sau này, những cái từ mà động từ của nó là thức giả định thì danh từ của nó cũng là thức giả định nhá. Thì cô sẽ có cái từ đó, từ proposal của chúng ta, nghĩa là sự đề nghị, sự đề xuất này, đúng không? Đằng sau verb của nó chia nguyên dạng. Chờ, nếu mà verb nó chia nguyên dạng thì cô sẽ chọn được, đúng không ạ? Đáp án của câu này của chúng ta sẽ là ý D. Ok. Chờ, đợi cô một xíu để cô chỉnh lại nhá. Chờ, đáp án của nó sẽ là ý D. Vậy cô dịch như sau, dịch là Vương Quốc Anh đang xem xét cái đề xuất rằng làm sao đây? Là làm sao nó phải trả cái gì đấy ạ? Giờ cô có cái từ đó là từ compensation, nghĩa là cái đền bù cho những cái damage, cái thiệt hại, đúng không ạ? Của gì đấy? Cô có từ Indian nghĩa là Ấn Độ. Chờ, cô có từ embassy nghĩa là gì? Giờ với từ embassy của chúng ta nghĩa là đại sứ quán, đúng không ạ? Vậy thì với câu này cô sẽ dịch như sau này. Thì cô sẽ dịch là Vương Quốc Anh đang xem xét cái đề xuất rằng là họ phải trả bồi thường thiệt hại của đại sứ quán Ấn Độ nhá. Yeah. Xong câu số 4 chuyển cô sang câu số 5 của chúng ta này. Với câu số 5 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ prefer. Chúng ta có cái cấu trúc như sau. Chờ, sau prefer cộng với that thì chủ ngữ verb của cô chia nguyên dạng. Vậy thì với câu 5 cô chọn là cái B. Harvard, đúng không? Harvard thích rằng muốn rằng là tôi đến bữa tiệc của anh ta. Mở rộng cấu trúc ra này. Chờ, cô có cái cấu trúc như sau nhá. Cô có cái cấu trúc là prefer. Ok. Nhờ cô biết dùng dưới này. Cô có cái cấu trúc như sau này. Cô có cái cấu trúc là prefer something hoặc là verb in. Chờ, to something hoặc là verb in. Thích cái gì hơn cái gì? Thích làm gì hơn làm gì? Nhớ này, prefer something to something. Prefer verb in to verb in. Đúng không? Thích làm gì hơn làm gì? Chờ, với cái câu 6, cố cho cô đi câu số 8 mình nghỉ nhá. Với câu 6 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ demanded. Nhờ đằng sau cô vẫn phải chia nguyên dạng tất cả ngôi này. Vẫn chia nguyên dạng cô bỏ ý A vì A đang chia quá khứ, đúng không? Cô sẽ bỏ ý C vì nó có being. Chờ, cô bỏ ý D vì nó có bin, vậy thì chỉ có mỗi ý B để chọn thôi. Chờ, cô dịch là Mary đòi rằng là the heat, cái nó sửa phải được sửa immediately. Chờ, ngay lập tức vì cái căn hộ đó, đúng không? Vì căn hộ cô ấy đang làm sao, đang freezing. Chờ, vì cái căn hộ của cô ấy, đúng không ạ, đang làm sao đấy? Chờ, đang bị đóng băng rồi, lạnh quá rồi, nhớ đấy. Câu số 7, bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau này. Bạn sẽ căn cứ cho cô bằng từ incident. Nhờ, đằng sau cô verb cần chia nguyên dạng. Không chưa nghe dạy thì cô sẽ không chọn ý B được ý B, cô có verb in, đúng không ạ? Cô không chọn ý C được ý C, cô có to verb, đúng chưa? Thế mà ý D cô vẫn còn to verb, vậy cô chọn được ý A. Rồi cô có từ monk, nghĩa là gì? Nghĩa là ông thầy tu, nghĩa là nhà sư. Rồi cô có từ incident, nhấn mạnh rằng tourist, du khách, đúng không ạ? Vậy gì ạ? Nhà sư nhấn mạnh rằng du khách không được phép, đúng không ạ? Vào đền, cho tới khi họ phải cởi giày ra, nhá. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn được ý A. Xong câu 7 chuyển qua sang câu 8. Với câu 8 sẽ căn cứ cho cô bằng từ sau. Em sẽ căn cứ cho cô bằng từ recommendation. Chờ, nó sẽ là danh từ của từ recommend. Ok. Chờ, là danh từ của từ recommend. Vậy nó sẽ là thuộc thức giả định này. Phương đằng sau chia nguyên dạng, cô chọn được ý B. Nhờ, câu này của cô dịch như sau. Nhờ, câu dịch là cái lời đề nghị. Nhờ, dịch là câu này dịch như sau này. Đấy, câu này dịch là cái lời đề nghị rằng, đúng không ạ? Cô ấy lên có một chuyến đi nghỉ mát, đúng không ạ? Đã được làm sao carry out, thực hiện. Chờ, cô sẽ có từ carry out là cụ động từ nghĩa là thực hiện. Rồi cái lời đề nghị làm sao đấy mà cô ấy, đúng không ạ, lên phải có một cái chuyến đi nghỉ mát đã được thực hiện. Vậy thì với cái câu số 8 cô chọn được câu này chúng ta là ý B. Nhờ cái gì, cái gợi ý rằng, cái lời khuyên rằng là cô ấy lên, đúng không ạ, có một cái chuyến đi nghỉ mát thì đã được thực hiện. Vậy thì với câu này cô sẽ chọn đáp án là ý B nhé. Trong này cô sẽ có như rồi, toàn bộ từ cái chỗ là the recommendation đến cái chỗ holiday của chúng ta đóng vai trò làm chủ ngữ của động từ phía sau. Ok. Các thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô cho anh đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ ba nhé. Tối mai cô cho anh có lịch dạy của nhóm kín tổng hơn 6, nên là thứ ba chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái chương trình ngữ pháp cơ bản. Và thứ ba nếu không có gì thay đổi thì cô sẽ hỗ trợ các bạn với cái phần đó là phần về động từ quyết thiếu nhé. Tạm biệt các bạn.